Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Em Nam lại tiếp tục lên luôn cây hoa giấy Mỹ ghép ngũ sắc các bạn. Em một số cây hoa giấy Mỹ ghép ngũ sắc nhưng mà do nó bị rỉ bo anh em, cho nên còn 4 màu hoặc là 3 màu thôi anh em, không đủ ngũ sắc nha. Thì cây trước mắt các bạn đây là cây số 1. Giờ ngày qua mưa quá mình không lên video được các bạn. Nay mình sẽ lên sớm nha. Rồi cây số 1 đầu tiên thông số hoành của nó là được 25 hoành nữa bạn. Hoành cỏ 25 nha anh em. Hoành cỏ 25 quấn cái cục đế. Và cái hoành đế của nó các bạn, đây hoành đế của nó đây, hoành đế đó là 113 các bạn, hoành đế 113 và chiều cao của nó là được 1,5 m nè, thẳng dây thước luôn nha nè, thẳng dây thước này luôn là 1,5 m nè, nó chiều cao nó hơn 1,5 m chút xíu. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem cây 3 màu hoặc là 4 màu các bạn, ghép ngũ sắc nhưng mà bị gió nó gãy nha anh em. Cây trồng chậu thuần chậu nhiều năm rồi cho nên là đế nó gom mình chưa có xịt rửa sạch các bạn, mình chừa tí gom trong đây đang cho nó giữ ẩm cây nha anh em. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem không dáng của nó. Cây này mình giao lưu anh em 800k nha anh em. Cây này do cái khổ quá cao các bạn, tiền cước hơi nhắm hơi nhiều các bạn. Cây này thì chiều cao hoàn thiện của nó tầm khoảng 2,5 m anh em. Cây lúc mình chưa bứng lên là cao khoảng 2,5 m, cái đó mình cắt cái xuống mình lấy cái phôi thôi nha. Và cái phôi hiện tại thì nó cao hơn hơn 1,5 m là gần 1,6 m. Và ghép thành phẩm là nó có cái ngọn này các bạn, đây cái mấy cái bo ghép này của mình, mình ghép lâu năm mà cho nên là cái đầu bo các bạn nó nụ ra luôn. Cái này lên rất là cao, nó vươn rất là cao mà mình cắt là mình lại chưa cái bo lại cho nên nha em. Hoàn thiện cái này khoảng 2,5 m các bạn, chiều cao đường tán rất là rộng. Rồi 800k bao cước cho anh em cái số 1 nha anh em, cục đế rất là to luôn. Và cây dáng cao nha anh em. Rồi chúng ta đến cái thứ hai qua. Rồi và tiếp theo thì mình đến cái thứ hai. Cái thứ hai chiều cái thứ hai hoành cổ nó được 24 cm các bạn. Cục đế cũng hơn 100 luôn nha anh em. Bầu đế này đặc trịch luôn bạn. Bầu đế này ngang ngửa với bầu đế lúc nãy anh em. Mình cũng chưa sạch rửa luôn, mình chừa một tí gom lại cho anh em dễ quan sát. Và cây này dáng tam ba cành tam tài dáng lắc nha anh em. Thẳng chiều cao nó luôn là nó được 1,6 m các bạn. Hơn dây thước là 1,5 m anh em. Nó hơn 1,5 m 1,6 m nha, hơn dây thước. Rồi cái cây này mình cũng ghép ngũ sắc luôn nhưng mà nó còn 4 màu. Đây một bo đây, cái bo mình ghép lâu năm nó nụ các bạn. Đây cái cành bo trên đây, đây một bo, còn bo nhỏ dưới đây nữa là mình được 4 bo nha nè. Còn được 4 bo 4 màu. Cây này mình giao luôn em 700k bao cước cho anh em cây số 2. 700k bao cước cho anh em cây số 2. Ghép ngũ sắc còn 4 màu, mình không biết màu gì nha anh em. Mình cắt vô mình lấy cái phôi thôi, lấy cái cành bo chừa lại, còn cành mình bỏ hết rồi. Rồi anh em quan sát tập thêm xuống phôi luôn nha anh em. Cái thứ hai 700k bao cước cho anh em cây dáng cao này nha anh em. Xuống cây luôn các bạn. Và tiếp theo và đến cái thứ ba. Cái thứ ba cũng một cây dáng cao luôn nha anh em. Cây này cao khoảng 1,5 m á. Cả dây thước các bạn. Hoành của nó chỉ có 17 thôi nha anh em. Hoành cổ eo 17 và cái đế cũng rất là to luôn. Rồi cái này mình kéo chiều cao hay kéo thước, cái nó cao khoảng 1,5 m không, rồi nó cao 1,5 m nha anh em, hết một dây thước là 1,5 m. Cái này mình giao luôn em 550 bao ship nha anh em, 550 bao ship cho anh em cây số 3 các bạn, cây dáng cao nha anh em. Cây này hồi lần nó bị tróc lớp da cái này nhưng mà lâu ngày rồi nay sành sỏi rồi, thì nuôi bình thường cây bao sống bao ship nha anh em. Rồi nếu quan sát mình xuống cây thứ ba luôn các bạn, mấy cành như nó mình cắt chưa gọn nha, nếu mình giao cho anh em mình cắt gọn lại chút xíu nha, cắt ra cho anh em luôn. Rồi xuống cây luôn các bạn. Rồi và tiếp theo đến cái thứ tư. Cái thứ tư hoành của nó được 18 các bạn, hoành hơn 18 chút xíu nha anh em, hoành hơn 18 chút xíu. Cây này ghép ngũ sắc nay còn 3 bo, cành lớn một bo nè, cành nhỏ một bo, cành lớn có được 2 bo nhưng mà mình không biết màu gì. Cây hiện tại có 3 bo 3 màu nha anh em. Cây này mình giao luôn anh em 350 bao ship nha, 350 bao ship cho anh em cây số số 4 các bạn. Và chiều cao đó mình đã chiều cao cho anh em, chiều cao phôi hiện tại là nó cao được 1,2 m, chiều cao hiện tại 1,2 m nha anh em, khi hoàn thiện là nó cao thêm được 1 m nữa các bạn. Sau khi mình về mình vô chậu nó bắn ngọn lên thành phẩm cho hoa là cao thêm 1 m nữa nha anh em. Rồi em quan sát mình xuống cây luôn các bạn.
xuống cây luôn anh em ạ. Rồi và tiếp tục mình đến cái thứ năm. Cây thứ năm không số, cây thứ năm là hoành hoành được 19 các bạn. Cây thứ năm hoành được 19 nha anh em. Và nó cao, móc chiều cao cho anh em, cao khoảng 1,2 các bạn. Đây chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó được 1,2, hơn 1,2 chút xíu. Là hiện tại nha anh em. Sau khi cây mình về vô chậu nó bắn ngọn lên cho hoa tết, cho hoa là cao hơn 1 mét đấy các bạn. Rồi cây này là đủ ngũ sắc luôn nha anh em. Number 5 màu nha. Rồi cây này có một vết đây, một lớp da nhỏ xíu thôi, bằng hai ngón tay cái mình thôi, nhưng mà lâu ngày nó cũng sành sỏi luôn rồi các bạn. Cây bao sắm bao ship toàn quốc nha, cây này giao luôn em 400k bao ship cho anh em nha anh em. 400k bao ship cho anh em cây số 5 các bạn. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo mình đến cái thứ sáu. Cái thứ sáu cũng là một cây ngũ sắc già nua, nhưng mà mình ghép 5 màu ba. À còn 5 bo luôn. 1 bo, 2 bo, 3 bo trên đây, 2 bo nữa 5 bo. Rồi, 5 bo, cây hoành được 17 cm. Đế rất là to, chiều cao, móc chiều cao cho anh em xem luôn coi. Và chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó được 95 cm. 95 cm. Cây mình giao luôn em 350 bao ship luôn nha anh em. 350 bao ship cho anh em cây thứ 6 các bạn. Rồi, xuống cây luôn anh em ơi. À cái cây này cái bo này nó bị gãy luôn anh em ơi. Cái bo nhỏ này bị gãy rồi nha. Cây này còn 4 màu thôi các bạn. Cây thứ 6 này còn 4 màu nha anh em. Và tiếp tục mình đến cái thứ 7. Cái thứ 7 là một cây phôi Mỹ ghép cẩm thạch, hoành được 24 cm. Hoành 24 và nó cao 1,3, 1,3 chút xíu rồi, khoảng như 1,3. Ghép cẩm thạch tím siêu bông nha anh em. Cái cây này dáng cao các bạn. Cái này làm tầng dù được các bạn. Rồi cái cây này Zalo anh em 280k bao ship cho anh em cây thứ 7 nha anh em, cẩm thạch nha, 280 bao ship cho anh em nha. Cẩm thạch tím siêu bông. Đây nó còn nãy mình cắt mình chừa lại cánh bông rồi. Anh em cắt cho gọn nè, còn chưa cái bánh bông lại nha. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi và tiếp tục mình đến cây thứ 8 các bạn. Cây thứ 8 là một phôi hoa với Mỹ cũng ghép ngũ sắc luôn, nhưng mà nó bị gãy bo hết rồi, còn có một bo thôi. Cái này thì hoành được 23 cm các bạn. Hoành 23, cây này một rễ nha. Và chiều cao của nó thì nó cao được 1,2 m. Chiều cao hiện tại cái 1,2 m nha anh em. Đây cái bo trên đây còn một bo thôi các bạn. Gãy hết nó còn bo mình không biết màu gì luôn. Anh em có thể chừa hoặc là anh em cắt bỏ cũng được nha, hoặc là cấy thêm. Thôi hoa giấy Mỹ ghép ngũ sắc Thái mà gãy hết rồi, còn con bo. Cây này một thân một rễ đắc lượng, một đế rất là to luôn. Cây này Zalo anh em 400 bao ship các bạn. 400 bao ship cho anh em cây thứ 8 nha anh em. Xuống cây luôn các bạn. Tiếp tục mình đến cây thứ 9. Hoành được 16. Và chiều cao của nó, chiều cao của nó được 77. 77 cm. Cây nào Zalo anh em 200k bao ship nha nè. Cây phôi hoa giấy Mỹ ghép ngũ sắc cho mình, nó gãy hết rồi mình cắt cái phôi thôi. 200k bao ship, cái này cục đế mình cũng xịt ra được các bạn. Tuy nhiên mình chưa cục gãy giữ ẩm nha nè. Rồi 200k bao ship cho anh em cây thứ 9 các bạn. Cây già nua luôn nha anh em, cây mình trồng khoảng 4 năm rồi các bạn. Xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo mình đến một cặp. Cặp này là một cây cẩm thạch tím siêu bông, một cây là hoa giấy tím tiết. Hoành của nó được 17, 16 rưỡi, hơn 16 chút xíu các bạn. Và chiều cao của nó được 80 cm. Chiều cao 80. Hoành coi như 16 đi các bạn. Hơn 16 mình tính 16 thôi nha. Cây này ghép được trên người nó có được 2 bo cẩm thạch tím mà. 2 bo cẩm thạch tím siêu bông. Đây là cây số 1, cái đầu tiên của cái cặp này bạn. Còn cái thứ hai là một cây này à, cái thứ hai là cái tinh tiết nha nè. Tinh tiết này mình cắt cho lũa luôn, mình chườn chùm hoa. Và hoa này nó cũng muốn tàn anh em, cho nên cái màu nó cũng không được tươi hung nha. Cái màu lúc lương nở cái màu thật sự rất là đẹp các bạn. Rồi cây này hoành 17 và nó cao chắc cũng tầm khoảng 90 cm các bạn. Chiều cao nó được 1 mét luôn mà.
rồi một cặp, một cây tím tiết, một cây cánh thịt tím siêu bông nha anh em. Rồi cho hai con đứng kế bên luôn cho anh em dễ xem, cây này hơi cao hơn cái kia chút xíu bạn, cho mình chừa cái chùm bông ở trên còn gì còn nhiều quá. Rồi cái cặp này mình giao luôn anh em 350 bao ship nha anh em, 350 bao ship cho anh em một cây cẩm thạch tím siêu bông với một cây tím tiết. Rồi, xuống tay luôn các bạn. Rồi và tiếp theo mình đến combo phôi hoa giấy Mỹ, combo phôi hoa giấy Mỹ cây đầu tiên combo 3 cây hoành được 19, hoành được 19. À, như cây này thì nó cao được 92 cm các bạn, 92 ngay hoành 19 cao 92. Combo 3 cây phôi hoa giấy Mỹ cây số 1 nha anh em. Đó, rồi cây thì đây cây thứ hai đây. Đây là cây thứ hai. Và cây thứ hai hoành của nó được 20. 20 yếu hơn 19 mà không được 20 nha anh em. Coi như 19 luôn đi, hoành của nó được coi như 19 và chiều cao của nó được 90 luôn các bạn. Chiều cao của nó 90 cm luôn. Cây thứ hai của combo hoa giấy Mỹ anh em, hoa giấy Mỹ. Rồi anh em quan sát mà lên cái thứ ba luôn, còn cây nữa các bạn, combo 3 cây là. Rồi đây là cây thứ ba các bạn, cũng cây phôi hoa giấy Mỹ luôn, chiều cao được 78 cm. Đeo hoành của nó 19. Rồi cho ba con lên cái bên luôn cho anh em dễ xem. Rồi đây là combo 3 phôi hoa giấy Mỹ nha nè, 3 cây 300 ngàn bao ship cho anh em nha, 100 ngàn cây, 3 cây 300, hoành 19 hết nha nè. Đây rất là to các bạn, 3 cây 300 bao ship combo hoa giấy Mỹ. Và chúng ta đến với những phôi hoa giấy Ấn Độ các bạn. Xuống cây luôn nè. Rồi và đây là những cây phôi hoa giấy Ấn Độ. Những cây này là nó lớn trưởng thành rồi rồi nha anh em, nhưng mà mình cắt mình, đây cây nó cao khoảng cả 2 mét luôn á, cao hơn cả 2 mét nữa nha, do mình cắt ngang đây nè cho nó gọn, mình ship cho anh em dễ, mình cắt nó cũng đâm chồi rất là nhanh thôi. Cây thì cái bằng ngón tay cái mình ha, hoặc là to hơn, có cây to hơn luôn nha, bằng tay cái, từ bằng ngón tay cái trở lên đó, không có nào nhỏ hơn tay cái hết á, nhỏ nhất cũng khoảng bằng tay cái. Em mình thanh lý cho anh em 65.000 cây nè, chiều cao nó có khi cây được 1 mét cây không tới. Nhưng mà chiều cao thật của nó thì nó cao rất là cao luôn bà. À, nhưng do cái đầu cắt mình cắt tại đây nè, nên nó ngắn xuống còn khoảng mét thôi, cây trưởng thành rồi nha anh em. Đây cây phôi hoa giấy Ấn Độ thanh lý cho anh em 65.000 cây, bao ship cho anh em từ 10 cây. 10 cây mình tặng cho anh cây nha. À, cái mặt bông nó xíu là mình sẽ ghim lên trên màn hình sau á, phía sau video anh em theo dõi cho mình nha. Còn đây là những cái phôi sau khi ship cho anh em mình sẽ vũ ra như thế này. À, mình vũ ra rồi nha. Đây cái như cây này là to hơn tay cái luôn nè. Đó, cây nhỏ nhất là nó cũng phải bằng tay cái. Vẫn to hơn tay cái luôn, vẫn to hơn tay cái, và chiều cao của nó có khoảng có 1 mét, có cây không tới cây hơn nha anh em. Như cây thế này đó, sau khi mình vũ ra gì cho nó nhẹ nè, mình ship cho anh em, bao ship cho anh em từ 10 cây nha. Anh em muốn ít hơn mình vẫn giao luôn nha, nhưng mà ít hơn thì mình không có bao ship các bạn, anh em tự trả tiền cước sau nha. Rồi mình sẽ nói khúc hình mặt hoa cho anh em xem khúc phía sau video nha anh em. Hiện tượng nó già bông rồi, nó tàn cho nên cái màu nó cũng chưa được tươi hôn nữa nè. Đây này, con chùm này cũng đẹp nè. Đó, đương thời á, sắc sỡ lắm. Này nó mới nở nữa bà. Đó, mới nở và nó lớn lên nó sẽ chuyển màu. Chuyển màu và nó sẽ chuyển màu nhạt thêm. Rồi nó mới bắt đầu nó mới tàn, nó mới rụng như này. Đây là mặt hoa giấy Ấn Độ.